Thưa quý khán giả, thời gian qua, công tác đào tạo nghề cho lao động đã có những chuyển biến tích cực, chú trọng vừa nâng cao chất lượng, vừa gắn với nhu cầu thực tế. Qua đó, không chỉ giúp người lao động có cơ hội tìm hoặc tự tạo việc làm từ nghề đã được đào tạo để có nguồn thu nhập bền vững, hướng đến ổn định cuộc sống, mà còn góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo tại các địa phương trong tỉnh. Chuyên mục Giảm nghèo bền vững hôm nay sẽ phản ánh về vấn đề vừa nêu. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Xác định mục tiêu đào tạo nghề mang đến những cơ hội nghề nghiệp tốt hơn cho người dân. Việc được đào tạo xuất phát từ nhu cầu thực tế, năng lực của người học. Những tháng đầu năm 2024, huyện U Minh đã phối hợp với trường cao đẳng cộng đồng Cà Mau tổ chức 4 lớp dạy nghề thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số với 136 học viên, tập huấn bồi dưỡng kỹ thuật sản xuất nông nghiệp và tư vấn khuyến nông với 29 lớp cho hơn 1.000 học viên. Theo nhu cầu của người học, huyện U Minh cũng đã triển khai các lớp đan móc thủ công cho hội viên phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người lao động có thu nhập thấp, phụ nữ người dân tộc Khmer. Đan móc thủ công này là tạo thêm việc làm cho chị em phụ nữ ở địa phương nè. Lúc trước thì mình không có được ấy, trong thời gian mình cơm nước nhà cửa, không có thời gian rảnh, không có thể là tạo thu nhập thêm, mà bây giờ được chị em phụ nữ vận động vô cái lớp này em học là em có thể tạo thu nhập thêm cho gia đình. Rất là hay luôn chị, tại vì cái đó là những chị em phụ nữ trong thời gian rảnh mình có thể tạo thêm thu nhập cho gia đình nè, rồi mình có thể tặng người thân, bạn bè, rất là hay luôn. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Lâm phối hợp với các ấp đến từng hộ dân tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và lợi ích thiết thực của việc học nghề. Qua đó xác định nhu cầu, nguyện vọng, mong muốn của người dân và mở ra các lớp đào tạo phù hợp. Song song đó, các trường giáo dục nghề nghiệp đưa giáo viên, máy móc, thiết bị về tận ấp và bố trí thời gian phù hợp, linh hoạt với điều kiện của người dân. Rà soát thì được biết là chị em đối với lớp thì có 35 chị em đăng ký tham gia học về cái đan móc thủ công này. Thì đối với chị em thì đến giờ này cũng đã biết được đôi phần để làm những cái sản phẩm như là hoa, rồi nón, và chị em dự kiến cái lớp thì sau khi kết thúc thì chị em sẽ làm ra những cái túi sách, những cái sản phẩm tiếp theo để cho nó bắt mắt, rồi để tung ra bán như thị trường, bán như cái vấn đề trên online, rồi Zalo, Facebook để tạo điều kiện cho chị em thu nhập gia đình, phát triển kinh tế gia đình tốt hơn. Khi mà sản phẩm của các cái chị em mà làm ra mà chưa có tung ra bán thị trường được á, thì Hội Phụ Nữ xã sẽ kết nối với các đơn vị xã bạn, huyện bạn, thì các cái người thân và bán trên cái vấn đề là một là giới thiệu sản phẩm gẹo người thân, cái thứ hai nữa là bán ở trên cái nhãn bản thông tin trang cá nhân Facebook để tạo điều kiện tìm đầu ra cho các chị em để mà thoát nghèo trong cái thời gian tới. Vừa qua, Viện Đào tạo nghề và Công ty sản xuất trách nhiệm hữu hạn Hòa Minh Quy đã mở một lớp dạy nghề kỹ thuật làm nước rửa chén dành cho đối tượng đặc biệt, đó là các em khuyết tật về nghe nói tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật mồ côi nhân ái, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau. Để các em khuyết tật có cơ hội tạo dựng cuộc sống ổn định, bền vững, việc cho các em học một nghề phù hợp được xem là giải pháp căn cơ. Trao đổi tận tình để cho các em nắm vững từng kiến thức một nhỏ để mà sau này còn phát triển về cái vấn đề sinh kế cho tụi em nữa. Ví dụ như khi chúng ta làm ra một sản phẩm thì công ty cũng sẽ hướng dẫn đóng gói, rồi quy trình sản xuất, đóng gói bao bì, dán nhãn cũng sẽ hướng dẫn hỗ trợ cho tụi em luôn về cái phần đó. Rồi sau này khi mà ra sản phẩm thì công ty cũng sẽ hỗ trợ về vấn đề mà sinh kế, đặc biệt là những cái sản phẩm mà về chế phẩm tiêu dùng thì nó cũng rất là cái nhu cầu thị trường ở ngoài sử dụng rất là lớn, nên là công ty cũng sẽ hỗ trợ về cái mặt mà marketing, tìm đầu ra, cũng giống như là hỗ trợ cho các em để sau này làm ra sản phẩm rồi cung cấp đến sản phẩm ra ngoài thị trường. Sau những buổi học lý thuyết, các em được hướng dẫn thực hành kỹ thuật cân chỉnh nguyên liệu để tạo ra sản phẩm nước rửa chén sinh học. Dẫu là lớp học đặc biệt, khi người dạy, người học đều sử dụng động tác hình thể để truyền đạt thông tin, nhưng trên khuôn mặt, ai cũng phấn khởi, vui vẻ. Sau một tuần, em học được học cân, rồi được khuấy thì em thấy em học rất thấy nó rất là dễ, con có thấy nè. Sau này nó đi về nhà con được học được làm tiếp theo nữa thì con có,
làm được không? Còn dạy đâu con? Nhà con làm được. Đó là công việc. Sau này khi mà con ở đây, con được học rồi, được biết thầy này, bên công ty đó dạy con học được rồi, thì sau này á, biết cô nó sẽ tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ cho con. Thì sau này đi về nhà có thể một mình tự tin, một mình làm được. Dạ, em được. Rồi, giờ giúp mẹ làm không? Đó, về mẹ làm giúp mẹ đun nước rửa chén. Rồi, rồi đó, con về nhà làm nước rửa chén, rồi giúp mẹ. So với trước đây, hiện đào tạo nghề đã đi vào thực chất hơn. Người học đã mạnh dạn chọn nghề học phù hợp. Hơn hết, sau học nghề, chính là người lao động còn được định hướng phát triển sinh kế từ phía nhà nước, doanh nghiệp. Với những bước đệm quan trọng này, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sẽ là bệ đỡ quan trọng, góp phần vào phát triển kinh tế và xóa đói, giảm nghèo bền vững.